hoan hỷ chào đón quý ông bà, anh chị và đặc biệt là quý thiên chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiết lộ rằng quý thiên chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây. Được trời Phật bảo hộ, vận số phú quý, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, giàu nhanh chóng mặt, mua nhà, tậu xia, con cháu ba đời ăn không hết của. Vậy vận trình cụ thể của quý thiên chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Làm sao để tận dụng tối đa vận may đến với mình? Thì ngay sau đây xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, hướng xuất hành, tuổi xông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Tổng quan tử vi năm 2024 cho quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Là 43 tuổi âm lịch và 42 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, vận niên và tứ trụ. Xét về ngũ hành, xem tử vi Nhâm Tuất 2024 nam mạng cho hay, ngũ hành bản mệnh của người tuổi này thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024 ngũ hành hỏa là quan hệ chủ về khắc xuất. Báo hiệu chủ mệnh tuổi Nhâm Tuất cần lưu tâm các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Các công việc của chủ mệnh cũng không được thuận lợi, suôn sẻ. Nhưng với sự hỗ trợ của mọi người và bản thân nỗ lực cũng gặt hái được thành công nhất định. Xét về thiên can. Thiên can nhâm của tuổi này thuộc ngũ hành thủy, gặp năm 2024 thiên can giáp thuộc ngũ hành mộc là mối quan hệ bình hòa. Theo tử vi tuổi Nhâm Tuất 2024 nam mạng, trong năm công việc của chủ mệnh dễ mở mang hoặc liên kết với người khác. Tuy nhiên về kết quả thì đôi khi không được tốt như mong cầu. Đối với việc kinh doanh, đầu tư, phát triển làm ăn trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh nên suy tính và chuẩn bị kỹ lưỡng, không nên đưa ra những quyết định vội vàng. Về sức khỏe và tình cảm của gia đạo của người tuổi này cũng không được tốt. Xét về địa chi. Luận tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nam mạng, năm 2024 cho biết người tuổi này có địa chi là Tuất, gặp năm 2024 có địa chi Thìn là quan hệ chủ về tương xung hay còn gọi là tuế phá của bản mệnh. Chủ về công việc làm ăn trong năm gặp nhiều khó khăn, có thể dễ đưa tới những thay đổi công việc. Mọi việc tiến hành năm này không đạt được như ý muốn. Sức khỏe dễ đau ốm, có thể bệnh tật lâu khỏi, trong nhà có chuyện phiền muộn đưa tới, hoặc tiền bạc phải tiêu pha nhiều khoản cho công việc hay cho bản mệnh của người tuổi Tuất. Xét về cung phi. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024, nam mạng cho hay, cung phi ly thuộc hành hỏa của tuổi, gặp cung phi chấn thuộc hành mộc của năm Giáp Thìn, là chủ về sinh khí, đây là sao có ý nghĩa tốt. Theo đó, công việc của chủ mệnh tuổi này dễ mưu cầu thành công và được như ý muốn, mở mang thêm các công việc thuận lợi. Cùng với đó, ngũ hành cung phi của năm và cung phi tuổi này có quan hệ tương sinh. Vì thế, mọi việc tiến hành khá thuận lợi và được quý nhân giúp đỡ, nhiều điều may mắn đưa tới cho công việc, tin vui gia đình đưa tới. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa hòa. Trong năm nay, mọi việc đối với chủ mệnh ở mức bình hòa, không có chiều hướng tích cực nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ có thể thấy. Trong năm Giáp Thìn này đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất sẽ có không ít thách thức, quý anh sẽ khá vất vả, một mình tự làm tự ăn, không dựa dẫm hay nhờ cậy được ai. Công việc có nhiều khúc mắc, tiền bạc ảm đạm mà chuyện tình cảm cũng chẳng được như ý. Trong năm có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh để giải trừ hung tinh nên lành ít dữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe. Lời khuyên cho quý anh tuổi Nhâm Tuất là cần lạc quan, mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa, quý anh nên nhận thức được tình hình của bản thân.
và suy nghĩ về các biện pháp đối phó khác nhau, không thể đối mặt với chúng một cách tiêu cực, nếu không tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Năm này sức khỏe không tốt, quý anh đang gặp các hung tinh quấy phá, địa chi xung khắc, lại thêm bệnh phù đả kích, sự tác động của hạn địa võng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, quý anh cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác, tránh rượu chè cờ bạc, chỉ khiến cho bản thân thêm bệ giạc mà thôi. Sao chiếu mệnh, sao kế đô. Sao kế đô chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây ra nhiều chuyện rắc rối, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Vận hạn, hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất, hạn địa võng là hạn xấu, người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Vận niên năm 2024, dương hồi ngàn. Dương thảo ngạn hay dương hồi ngàn là dê bên bờ cỏ bên món ăn thích. Do vậy nếu gặp vận niên năm này thì có một năm đầy đủ, sung túc, nhiều hy vọng, công danh như toại, lợi lộc cũng thành. Về tình cảm, năm nay là năm bạn rất thành công nhưng đừng vì việc này mà sinh kiêu căng, phóng túng, ngang ngược, không kể gì phải trái thì sẽ mất phước. Xét về vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Nhâm Tuất 1982, bước sang năm Giáp Thìn 2024, phải chịu tác động của nhiều hung tinh. Sự nghiệp gặp nhiều thử thách, mọi thứ dễ rơi vào tình trạng bế tắc, quý anh cũng đau đầu nhức óc để tìm ra giải pháp. Áp lực bủa vây nhiều bề, khi công việc ì ạch, kế hoạch dễ đổ bể, khiến cho quý anh rất vất vả. Trong năm này, quý anh khó tìm được sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp, thường phải cắn đắng mọi thứ một mình, cần phải nỗ lực hơn trước rất nhiều mới mong phá bỏ những rào cản hiện tại. Trong năm này, quý anh tuổi Nhâm Tuất đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, ý chí không kiên định, dễ thay đổi, làm việc thiếu tập trung, hay quên, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, có thể khiến cho bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển công tác, giáng chức, bị đuổi việc, mất việc. Đối với những người làm công ăn lương, nên lấy sự ổn định làm trọng, cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập của bản thân. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn, tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định đầu tư. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng, cũng sẽ có những tác động tiêu cực đến phương diện sự nghiệp. Công việc sự nghiệp trong năm chủ về khó khăn và bất lợi, nhưng vẫn có được khởi sắc, dễ được trọng dụng, từ đó cơ hội cũng sẽ đến. Quý anh hãy nhớ luôn kiên trì, quyết tâm làm tới cùng, tập trung phát huy thế mạnh của mình và chủ động đương đầu, nỗ lực gấp đôi trong sự nghiệp, nghĩ cách phá bỏ những hạn chế, sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình. Việc kinh doanh, buôn bán nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật, rắc rối nhiều bề. Trong việc làm ăn hay hợp tác, quý anh tuổi Nhâm Tuất nên chú ý chọn những tuổi sau, chẳng những không sợ thất bại mà còn thu được nhiều kết quả về tiền bạc, đó là các tuổi Ất Hợi, Bính Tý, Mậu Dần, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, những tuổi này là những tuổi hợp với sự làm ăn của bạn. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về vận trình tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Nhâm Tuất bước sang năm Giáp Thìn, chịu tác động của nhiều hung tinh, làm cho vận khí suy giảm. Về tài chính không quá lý tưởng, điềm báo hao tổn khá rõ, thu nhập chính cũng bị ảnh hưởng do công việc sa sút. Ngoài ra, trong năm gặp thái tuế án ngữ, lại bị các hung tinh tiểu hao, thiên khóc quấy phá, làm cho quý anh gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Việc hợp tác với người khác cũng không mấy suôn sẻ, còn dễ đổ bể vì thiếu cả kinh nghiệm lẫn may mắn. Nếu vẫn muốn đầu tư, quý anh nên chọn các hạng mục vừa tiền với nguồn vốn tầm trung, tìm hiểu kỹ lưỡng, đặc biệt là nâng cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin để tránh bị kẻ tiểu nhân phỉnh nịnh lừa gạt. Tử vi cho thấy,
Năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, quý anh cần có sự cẩn trọng. Đặc biệt là các vấn đề đầu tư tài chính, cũng không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Sao kế đô chiếu mệnh cũng làm cho quý anh tuổi Nhâm Tuất gặp nhiều chuyện rắc rối, quỷ ma quấy phá, cuộc sống khó bề yên ổn, lý trí bị che mờ. Nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ví như người trong nhà đau ốm, bệnh tật, con cái gây rối, phải bỏ tiền ra thì mới xử lý được ổn thỏa. Cho nên, quý anh tuổi Nhâm Tuất trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm thì tốt hơn. Hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho quý anh cân đối được mức thu chi của mình, chi không vượt quá thu để có cuộc sống bình ổn, tránh tình trạng nợ nần. Về cuối năm, vận trình tài lộc của quý anh có phần khởi sắc hơn, khi đó quý anh ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, từ đó tài lộc cũng sẽ đến, giúp cho cuộc sống của quý anh cảm thấy dễ chịu hơn. Xét về phương diện tình cảm của quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi Nhâm Tuất không tốt cho lắm, vận khí trong nhà suy giảm, tình cảm xảy ra nhiều mâu thuẫn, trạng thái cảm xúc của quý anh trở nên gắt gỏng, vừa hại thân, vừa dễ phá hoại các mối quan hệ. Trong năm này, quý anh tuổi Nhâm Tuất đang chịu tác động của các hung tinh hoa cái, điếu khách, lại thêm sự ràng buộc của hạn địa võng, làm tâm lý bất an, các mối quan hệ cũng có xuất hiện những mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại, khiến không khí cũng có lúc căng thẳng và mệt mỏi. Quý anh tuổi Nhâm Tuất, bản tính thích sôi nổi, hướng ngoại, các mối quan hệ rộng rãi, trong quá trình giao lưu với bạn bè, khách hàng, đối tác có nguy cơ bị lầm đường, lạc lối, rất dễ bị nữ giới lừa gạt về tình cảm. Về vấn đề này, quý anh nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Quý anh tuổi Nhâm Tuất cũng nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn, tránh chút giận lên các thành viên trong gia đình mà khiến hạnh phúc của mình bị tổn hại. Đối với con cái, quý anh cũng nên mềm mỏng trong phương pháp giáo dục và để ý tâm tư tình cảm của con, thay vì thường xuyên nạt nộ, bắt ép con cái làm theo ý mình. Xét về vận trình sức khỏe của quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý anh tuổi Nhâm Tuất có vận trình sức khỏe không ổn định, sức khỏe thực sự gặp trở ngại. Không chỉ đầy rẫy mối lo về thể chất mà vấn đề an toàn cá nhân cũng rất đáng lo ngại. Sự tác động của hạn địa võng cùng với hung tinh tang môn, tử phù, chủ về sức khỏe làm cho quý anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện dày dà, tâm lý bất an, lo âu buồn bực, sinh ra nhiều thứ bệnh. Cục diện tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm đều có khả năng xảy ra. Trong năm còn có điềm báo, tang chế, gặp chuyện buồn trong gia đình. Trong năm này, quý anh tuổi Nhâm Tuất nên đề cao sự an toàn cho bản thân, phải chăm sóc bản thân thật tốt, tránh làm việc quá sức dẫn đến lao lực, xuất hành đi xa phải chú ý an toàn. Có lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt điều độ, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý anh tuổi Nhâm Tuất xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Nhâm Tuất gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long.
Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Nhâm Tuất. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, Tỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Nhâm Tuất, điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý anh nhận được càng nhiều. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 2022, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 2019, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Dần, sinh năm 2010, Nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Tân Mão, sinh năm 2011, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, Nam Mạng, trong năm 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế, Trạch Tuổi Không. Tam Tai năm 2024, quý anh tuổi Nhâm Tuất gặp Tam Tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất. Năm này là năm Thìn cho nên quý anh sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý anh không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý anh không phạm Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, quý anh tuổi Nhâm Tuất phạm xung Thái Tuế. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bạn dễ rơi vào mánh lưới của kẻ xấu, khiến tiền bạc đổ sông đổ bể. Quý anh cần phải hết sức tỉnh táo, nhận ra lỗi sai để dừng lại đúng lúc. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý anh tuổi Nhâm Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch tử. Trạch tử là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, gặp trạch tử, không nên mua nhà, làm nhà, sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm nay. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao kế đô chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than,
lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Địa võng là hạn xấu chủ về. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, kinh tế tài chính. Tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống. Mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao kế đô chiếu mệnh. Sự tác động của sao kế đô đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Sao kế đô là một hung tinh, chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối. Dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây ra nhiều chuyện rắc rối, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao kế đô là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn kế đô vào đầu giờ chiều từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính tây, trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn đến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, những chuyến du xuân đầu năm dễ khiến sức khỏe của quý anh có phần giảm sút. Quý anh nên biết vui chơi có chừng mực, hạn chế sử dụng các chất kích thích gây ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần. Về công việc, quý anh sẽ gặp phải nhiều khó khăn, có nhiều xáo trộn do bị ảnh hưởng bởi sao xấu Thái Tuế và Hoàng Phiên chiếu mệnh. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách khó hiểu. Nếu quý anh không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác nữa. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Quý anh tuổi Nhâm Tuất bước sang tháng 2 âm lịch cho thấy quý anh cần chú ý dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình. Những giây phút bên nhau giản dị lại giúp cho tình yêu đôi lứa khởi sắc đáng kể. Đối với những người độc thân cũng dễ làm quen được với những người khác phái, cơ hội bén duyên cũng không hề ít, quý anh có biết nắm bắt được cơ hội hay không mà thôi. Đây là tháng Đinh Mão, tạo cục diện nhị hợp với Tuất, điều này sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của quý anh Nhâm Tuất có sự khởi sắc, tài lộc tăng tiến nhẹ.
cơ hội kiếm tiền tay trái của quý anh tuổi Nhâm Tuất sẽ xuất hiện. Việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, quý anh dựa vào tài năng cá nhân để thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này của bạn khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ dàng thu được tiền về. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 3 âm lịch, phương diện công việc chuyển biến không được như mong đợi. Trong tháng, quý anh nên cân nhắc thật kỹ lưỡng nếu có ý định nhảy việc. Tháng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành đối xung, Thìn Tuất gây trở ngại, cho nên quý anh làm gì cũng khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro, tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, tuổi Nhâm Tuất nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, quý anh cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm thái tuế trong năm 2024 để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điểm xấu hơn. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý anh tuổi Nhâm Tuất sẽ có bất ngờ xuất hiện, nhiều vấn đề không mong muốn xảy đến. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa tang, quý anh dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông rất bơ phờ, mệt mỏi, nhiều người còn đón tin không vui trong gia đình. Tháng tị hỏa xung tuất thổ, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng, nên sức khỏe rất dễ sa sút. Quý anh không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc gia đình. Tài lộc kém. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý anh tuổi Nhâm Tuất có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, nên quý anh cần cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên dù có tiền rủng rỉnh, quý anh cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, tránh thất thoát không đáng có, bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Quý anh cũng cần đề phòng họa thị phi, nói năng cẩn thận, tránh để mất lòng người khác. Thể lực hơi kém, ốm đau bệnh cũ tái phát, nếu chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức thì tháng này có khả năng bình phục nhanh chóng. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Quý anh tuổi Nhâm Tuất trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, gây trở ngại vận trình, dẫn đến vận khí tiêu hao. Sự nghiệp của quý anh không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ, quý anh cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Trong tháng có quan tinh lộ, quý anh nên nhớ là không được quá nóng tính hay bới bèo ra bọ khiến bản thân xích mích với lãnh đạo. Về phương diện tình cảm, đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho rạn nứt. Quý anh cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm, cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Ngoài ra, quý anh cũng cần đề phòng các vấn đề pháp lý, nhất là những hoạt động liên quan đến xuất nhập cảnh. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tổng thể đường tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tuất trong tháng 7 ở mức trung bình, có thu, có chi. Quý anh nên lập ra những kế hoạch, phương pháp để gia tăng tài lộc cho mình, kế hoạch triển khai thuận lợi, tài lộc dễ kiếm. Đây là thời điểm tốt để cho quý anh bung tiền đầu tư kinh doanh, nhưng quý anh cũng cần phải chú ý, hiểu rõ trước khi đầu tư, tránh mù quáng dẫn đến tiền mất tật mang. Trong tháng này, nhờ các sao thiên mã, lộc tồn trợ mệnh, nên vận thế của quý anh ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Quý anh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Vận trình tình cảm của quý anh tuổi Nhâm Tuất trong tháng 8 âm lịch này khá tốt. Với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc giúp cho công việc lẫn chuyện tình cảm sẽ nhận được không ít sự giúp sức từ những người xung quanh. Quý anh cũng được giới thiệu nhiều cơ hội việc làm, đầu tư hấp dẫn. Sao Hồng Loan che chở, về mối quan hệ tình cảm vợ chồng trở nên tốt đẹp hơn trong tháng này, những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Đối với những người độc thân,
khả năng cao sẽ tìm được người ưng ý nhờ người thân, bạn bè mai mối. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Quý anh tuổi Nhâm Tuất bước sang tháng 9 âm lịch. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Giải, Thái Dương, vận trình tài lộc của quý anh có dấu hiệu tăng nhẹ. Quý anh nên biết phát huy tài năng, năng lực có thể sẽ được cấp trên nhìn nhận, từ đó tạo ra nhiều cơ hội tốt. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của quý anh ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo. Người làm kinh doanh, buôn bán, công việc thuận lợi, hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 10 âm lịch, lúc này quý anh tuổi Nhâm Tuất không chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ phía lãnh đạo. Người làm kinh doanh buôn bán vẫn tiếp tục duy trì được tài lộc tương đối khả quan. Về sức khỏe, quý anh nên chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông, tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tháng 11 âm lịch, quý anh tuổi Nhâm Tuất có thể xảy ra một số mâu thuẫn, tranh cãi nhỏ, quý anh nên tiết chế sự nóng giận, không nên mất bình tĩnh và nói ra những lời không hay. Tháng này về phương diện tài lộc của quý anh rất dễ bị tiêu hao, việc kinh doanh buôn bán có thể gặp thị phi, tai tiếng, thậm chí còn khiến cho kết quả dự định không đạt được như ý. Một số người có dự định bước vào kinh doanh buôn bán hay mở rộng về quy mô kinh doanh có thể sẽ gặp phải rủi ro, do chưa nhìn rõ được xu hướng của thị trường và gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn, đó cũng là áp lực không hề nhỏ đối với quý anh tuổi Nhâm Tuất. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này, do đó, quý anh tuổi Nhâm Tuất tránh nóng vội nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Trong tháng quý anh Nhâm Tuất may mắn gặp được Thanh Long, giúp cho quý anh vận hành công việc từ lớn đến nhỏ, đều cơ bản thông thuận không gặp phải khó khăn gì đáng kể, nên lưu ý Thanh Long đại diện cho lẽ phải, làm ăn chân chính ắt sẽ thu được thành quả. Phương diện tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tuất trong tháng này tương đối tốt, tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ cuối năm giúp cho quý anh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn. Những người làm kinh doanh, buôn bán thì công việc diễn ra thuận lợi, hàng hóa tấp nập, tiền bạc thu về không ít. Nhìn chung, trong tháng này quý anh tuổi Nhâm Tuất có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng trưởng thích hợp. Tháng này, quý anh cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, tránh chủ quan, lại gây tổn hại về thân thể. Các dạng tai nạn như đi đường tự ngã, va chạm xe cộ, tai nạn trong lao động đều có thể xảy ra. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.